Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về một khẩu súng siêu dị và nằm trong vòng quay siêu đắt. Đó chính là khẩu M41 Matrix The Work. Và cái này thì mình đọc theo sự sử dạy của chị Google dịch. Nếu có gì sai sót thì các bạn rộng lượng bỏ qua ấy nha. Ok. Cái khẩu này thì nó có cái chức năng đặc biệt, đó chính là cái kill mark của nó. Bắn vào người khác chết ấy thì nó sẽ hóa chó. Vâng, cái này hay đấy. Cái này mà khi mà về Việt Nam ấy thì cứ đè vào đầu mấy thằng TMP mà dã thôi. Vâng, ai thấy đúng thì giơ tay điểm danh nhá. Ok. Cái khẩu súng này thì mình thấy đam nó cũng như những khẩu M41 khác thôi. Khẩu này thì nó khung vàng chứ không phải VIP. Này thì hứng chó này. Dùm non mà, đập vào đầu chết luôn. Cái cận chiến này thì nó được đúc kết ra từ những cái khẩu ấy chứ nhầm, những cái vũ khí đi trước tiền nhiệm như là búa Jackhammer này. Vâng, một cái vũ khí cận chiến mà nó đi vào lòng người anh em ạ, bằng búa Jackhammer đến từ Việt Nam, Make in Việt Nam. Ui rồi, mạnh quá, bằng đập một phát thôi là các bạn hiểu là nó mạnh cỡ nào rồi. Ui rồi, chạy đâu ấy, ngồi luôn. Vâng, thằng này nó bất lực anh em ạ. Ấn nhầm nút, chắc chắn luôn là thằng này ấn nhầm nút này. Tôi chả hiểu sao tự dưng thiên nhiên ra giữa thình thiên bật nhật bạch nhật như thế này, ngồi ỉa giữa map kinh vãi. Vâng, lại sao thì bạn đừng làm như thế nhá, bẩn map Hoàng Lăng bạn ơi. Úi dồi ôi. Vâng, thành cún rồi kìa. Nó biến thành cái khẩu súng Dog Gun. Vâng, các bạn có thể thấy được cái khẩu đấy thì mình đã làm rồi. Và nó biến thành cái con y như là cái khẩu súng đấy luôn. Đây rồi, úi dồi ôi, đây bạn ơi. Cái gì đấy, khó quá. Vâng, ngoảnh mặt đi chỗ khác cho nó lao, nó cào mình rồi. Nó không thể tiến tới được anh em ạ. Cái bọn thủng hàng con thẩm du kinh quá. Bọn kia xuống ấy nhá, còn có ba mươi mấy giây mà cứ thẩm du trên đấy cơ mà. Bọn khựa nó cũng thẩm du ác chiến lắm anh em ạ. Ui, bình tĩnh. Làm gì mà căng vậy? Ui, tôi cho ngoài cái định mệnh là lừa. Bằng đường nào nó cũng có cửa hó khắp nơi. Đây rồi, mấy con lợn thẩm du này. Ui dồi, hết giờ rồi, chắc mình sẽ đợi hết giờ thôi. Chứ còn lên mà cào nữa thì nó lại gia tăng thêm thời gian rồi chúng ta lại. Cái thằng này MG gì vậy? MG gì đấy? Ui dồi, may đấy. Không thì một vả sấp mặt lờ rồi. Đừng tưởng FA mà ra vẻ ta đây nhá. Cũng cũng thèm được mình chờ lắm rồi đấy. Quả đấy nó cũng phải kiên nhẫn lắm ấy, không 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 được mình sờ thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trận đấu. Và cái cận chiến này thì mình cảm giác nó rất là mạnh đấy, nó mạnh hơn những cận chiến thường, nó khung vàng mà cảm giác rất là đã và chém cực kỳ nhanh luôn. Ui dồi, vai rừng rồi vẫn chết kìa. Định mệnh đây, đây là bom VIP nha. Ui dồi ôi, ui cái đi. Sorry nha, sorry nha. Vâng, một quả flash nó ăn vào mặt mình luôn mới ghê chứ. Sau lưng bạn ơi. Đúng rồi, úi dồi ôi, cào cấu đi. Vâng, bị hành SML. Á đồ, bắt mình như này. Lại đây. Ôi, cái định mệnh. Sao thằng kia nó đi tụt lùi vậy ta? Này thì lụt thụt lùi này. Đây rồi. Đây. Ơ kìa, what the fuck. Đây, đúng rồi, nó thấy nhìn thấy mình rồi và đã biết bản thân đã bị nhấp nháy ấy, em hiểu không? Ui, hết hồn. Thằng này nó cứ nhìn về phía sau, mình tưởng là có thằng tơ phía sau cơ. Này thì hổ báo cái đếch gì, thằng yếu rồi còn chơi kiểu công thủ các kiểu nữa anh em ạ. Này chơi kiểu lừa tiền nhận được đấy. Rất tiếc là anh không thể may mắn hơn mình được. Vì mình có tận hai cái giáp anh em ạ. Mình có thể hứng chó. Đúng rồi, tơ là sao say đít về mặt nó nhỉ? Ui giời, sao ngồi cái định mệnh nữa. Vai xoài. Cầm sẻng mà chơi như thế, tao bắn luôn đây. Đéo cho nó ăn. Khốn nạn. Đâu rồi? Không biết thằng hồi xin kia nó chạy đến đâu rồi. Mình xem nó ở đâu. À đây rồi, thôi xong rồi. Quả này thì ân ST sẵn sàng ăn rồi. Hai vả vẫn rất nhanh và nguy hiểm. Mạng đã thuộc về mình rồi.
Cái hàng này có tên là China gì khựa gì gì đấy, chả hiểu luôn. Thế nhiên thích đổi tên sang khựa ấy. Chờ sắp di cư sang khựa sống rồi, nên thanh niên bắt đầu học dần về chữ tiếng khựa các kiểu. Thanh niên này rất là giàu nhá, cực kỳ giàu luôn. Nếu các bạn nào thích xem kho đồ thì hãy comment bên dưới clip này nhá. Mình sẵn sàng show cái kho đồ để cho các bạn thấy cái kho đồ nó VIP cỡ nào. Cấp của mình tuổi L, nói thế luôn cho nó chắc. Vâng, nói thế luôn cho nó chuẩn. Đâu rồi? À, nói luôn là cái vòng quay nó cực kỳ đắt nhá. Chứ ở những clip khác mình sẽ nói lại, tại vì mình nói ở cuối clip thì chắc chắn nhiều anh em không để ý. Cái khẩu này thì cái vòng quay này nó cực kỳ đắt luôn, tận 12 triệu mà thanh niên chỉ quay còn hai vũ khí cuối, chính là hai cái VIP cuối. Nó không phải là VIP cuối, tại vì cuối thì có một VIP cộng thêm là một cái skin súng AK-47 VIP Inferno. Ủa, mình đây làm gì mà căng vậy, người ta đang giới thiệu rồi. Ủa rồi, thôi bắn luôn đi, tại vì thằng này đang có cái khiên ý, thì nó sẽ tăng tốc độ di chuyển. Mà chúng ta lao cận chiến sơ sài một cái là nó hiếp mình ngay, anh em hiểu không? Chúng ta phải chơi chắc chắn. Đây, lại đây con lợn này. Ui dồi ôi, anh tớ ơi, bình tĩnh. Làm gì căng vậy? Có cần đẩy người ta đến con đường cùng như thế không? Ở trước thì một mảng người nó quay tay lên thùng hàng rồi, nên ở phía sau này thì Zumbai tha hồ mới hiếp mình thôi. Mà may quá, hiện tại thì thanh niên còn hai VIP cuối thì thanh niên đã quay tầm 7 triệu rồi. Vẫn còn rất nhiều tiền để thanh niên kia có thể quay nữa. Rất giàu. Ủa, biến thành cờ hó thế kia. Mọi người không làm cờ hó hơi phí đấy. Úi dồi, bọn dơ mai nó bất lực anh em ạ. Bọn khưỡng nó thẩm du cũng kinh phết đấy. Vâng, nếu thì hiểu được. Đừng chửi anh em Việt Nam làm gì cho mệt người. Tại vì bọn khựa nó cũng thẩm du nó cũng ghê gớm đấy à. Nó chả khác gì Việt Nam luôn. Úi dồi, Việt Nam thế nhưng mình thấy đi săn hơi bị nhiều ấy. Khựa thì nó thẩm du nhiều hơn, phải gọi cái lượng thẩm du gấp đôi. Úi dồi ôi, làm gì căng vậy. Úi dồi, tơ này thì hứng chó ấy. Hai thằng này chạy thôi. Mọi Inter đừng hồi sinh ở đây nhá, sấp mặt em ấy. Đó, hết giờ rồi. Ok, đơn giản một nốt nhạc anh em ạ. Cái khẩu này thì có skin ngoài bốc khói các kiểu, như kiểu là xe của gì ta, cái bộ phim gì đấy mình quên bà cái tên rồi. À, Ma Tốc Độ. Ok, các bạn nhớ đến cái bộ phim Ma Tốc Độ không ạ? Vâng, cái đuôi xe, cái ống bô xe là như này đây. Mình thấy có con sò gì trên khẩu súng, chắc là khẩu súng đang nướng con sò ấy. Hay đấy, ông vừa nướng sò vừa ăn, hay chất. Cơ bản là ăn không được thôi. Nếu mà có quả vừa nướng vừa bắn zombie vừa nướng sò vừa ăn như thế này nữa thì chất còn gì bằng. Rồi, cái gì đây? Còn trận nào nó cũng ít zombie này. Con mực kia còn xả khói nữa chứ, đậu xanh té rồi. Còn giữa làn khói đen thui như thế kia thì chắc chắn sẽ có bàn tay trong bóng tối nó thò người mình thì nó sợ lắm anh em ạ. Vâng, được gái sờ trong bóng tối thì sướng, chứ còn bị bọn này sờ cái bàn tay cóc ghẻ như này nó khiếp lắm anh em ạ. Ôi anh tôi, úi rồi, cái định mệnh. Ôi thôi xong rồi, gãy rồi. Biết ngay mà. Vâng, mình có cảm giác là bị cào rồi, sao rồi. Ừ, các bạn nhìn thấy mình xoay hai mặt về nhưng không để ấy đâu, rất là khó. Quả đấy chỉ có lừa thôi, mà lừa mình quên nhỉ. Lâu rồi chơi zombie, kỹ thuật lừa zombie nó quên bà nó luôn rồi. Không sao, mình sẽ chơi trận cuối là chơi zombie. Cho bọn này biết thẩm du không tốt cho rất khỏe đâu. Bọn khựa này, úi dồi ôi, ba thằng gắt linh, được lắm. Mình sẽ chỉ cào cái bọn quay tay thôi, còn bọn kia để anh em zombie thể hiện. Ok, mình hồi lấy máu. Vâng, chắc chắn là quả này lên được này. Mình biết ngay mà. Này thì ngu người. Ê, đường nào cho nó thoát bây giờ. Còn cầm hero còn ngáo ngơ nữa thì thôi. Còn thằng bên này nữa. Anh em đâu, hiếp à?
Gì zoom bay một nốt nhạc không à? Đơn giản lắm. Đây rồi. Mấy con lợn thẩm du này nó không biết chơi hero đâu anh em ạ. Nó hơi bị đau ấy. Tơ đâu? Bây giờ tơ chỉ cần vào một chưởng thôi nó đi à. Úi dồi ôi, tơ kìa. Vãi cả tơ. Ôi kìa, vãi xoài. Mình thấy nó yếu rồi. Chào, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Khẩu súng cực kỳ chất. Quả này mà rước được con này về tốn mấy chục triệu. Khiếp.